Giật khách vì sao anh không đến? Giật khách vì sao bỗng dưng hủy chặng bay? Giật khách vì sao không tin nhắn? Giật khách cứ chip ất vài giờ đánh ra sân buồn. Giật khách vì sao ngày không nắng? Giật khách vì sao bỗng dưng con bờ lên? Giật khách vì sao em giận khách? Vì yêu quá và muốn giữ lấy khách mà thôi, cho riêng em thôi. Vì thế mỗi khi khách giận vu vơ, đừng trách móc chi khách giận yêu đấy thôi em ơi. Nhiều lúc quá yêu ta lại quên mất, mình đã có bao nhiêu ngày vui, có bao nhiêu buồn. Giận khách vì sao không cho em biết? Giận khách nhiều hôm giống mẹ chồng nàng dâu. Giận khách làm ngơ khi em bối rối. Giận khách sao không đặt booking ngóng trông khách hoài. Giận sao trời mưa mưa không dứt, mình em ngồi đây nhớ mong suốt cả đêm. Chẳng biết rằng khách đang ở đâu, làm em cứ mỗi tối lòng ngóng mong chờ tin khách đang nơi đâu. Vì muốn biết khách có thương em, vì muốn biết khách có còn nhớ service của em. Vì đã quá yêu nên càng muốn biết, càng muốn có nhau nên giận hơn, có đâu ai buồn.